Ok, hôm lên em. Hôm nay thì lại tiếp tục cái chủ đề Companion World. Cũng có khá nhiều thứ để giới thiệu hôm nay nhưng mà vẫn là xoay quanh ba cái chủ đề chính. Đầu tiên thì cái bản việt hóa của Companion World. Bản việt hóa này là cái bản việt hóa chất lượng đến từ The Gate Team nha. Lúc anh em xem được video này thì có thể họ đã đăng cái bản public rồi. Hiện tại đây chỉ là cái bản trải nghiệm sớm nên nó còn một số cái lỗi nhỏ. Thì sau đó đó, vài ngày nữa hoặc là có thể mai mốt chẳng hạn, The Gate Team họ sẽ đưa ra cái bản chính thức. Lúc đó thì mọi người có thể tải được, chơi thoải mái luôn. Còn hiện tại thì chỉ có một số cái donator á, là những người ủng hộ cho Target Team khoảng 30.000 cái gì đó. Trên Discord thì mới được nhận được cái bản việt hóa này. Nên đây, anh em thấy là cái thế giới thay đổi, cài đặt thế giới, xóa thế giới, bắt đầu chơi, hầu hết đã được việt hóa rồi nha. Đó, cũng khá là chất lượng luôn. Đó, vô cài đặt. Chẳng hạn, là chữ cài đặt này thành chữ cài đặt nè. Thì tất nhiên là bây giờ ba cái đồ họa âm thanh những cái này nó đã việt hóa hoàn toàn rồi, anh em chơi bây giờ có thể trải nghiệm thoải mái. Mù mù tiếng Anh như tôi vẫn mò mò được nên bây giờ có việt hóa nữa thì nó tốt hơn rất là nhiều. Đó, đây là những cái setting mà rất là chuẩn chỉ nè, bây giờ không cần phải giải thích nhiều cho anh em nữa, cứ đọc là hiểu là được rồi. Thì bản việt hóa này chạy nãy giờ tôi thử một chút xíu á, thì tương đối ổn định á, nên bây giờ vô thử trong game thôi. Này, loading. Anh em nào chơi cái bản mà thuốc hay là chơi mà PC Game Pass của Xbox á, thì cố gắng nâng cấp cái bản bên Steam lên 1.3 chơi tiếp. Tại vì cái phiên bản 1.3 nó đỡ lỗi hơn rất là nhiều. Nó cũng đã fix được rất là nhiều thứ rồi. Dev thì cũng có ghi thẳng trên trang chủ luôn á. Anh em thì có thể lên đó xem cái bản chi tiết update. Tôi đang ở đâu thế này? À, nhà mình. Đây là cái bản việt hóa nên anh em nhìn tiếng Việt nó là cảm thấy thân thiện hơn rất là nhiều rồi nha. Thì vài ngày nữa thì đợi Get Team họ sẽ tung ra cái bản này thôi. Anh em cứ chờ đến khi đó hoặc là ủng hộ họ 30.000 để được trải nghiệm sớm cái bản việt hóa này. Thì anh em cứ lên trang chủ họ có dẫn link đầy đủ á. Đây, trang chủ của The Get Team. TheGetTeam.vn nha. Họ lên cái mừng sưng gì nè. Chúc mừng năm mới, đây là cái Discord của The Gate Team, anh em có thể tham gia cái link của họ ở đây. Thì vài ngày nữa thôi, họ sẽ tung ra cái bản update việt hóa này trên trang chủ The Gate Team đó. Thì lúc đó anh em có thể lên đó và trải nghiệm, thì xem thử vài cái coi. Như con ma mút này ha. Này, có thể cưỡi, có thể bắn nhanh khẩu mini gun khi đang cưỡi. Đó, cần mini gun có gimbal có thể chế tạo gậy bàn, chế tạo trang bị phone. Bàn chế tạo trang bị phone thì nó nằm bên cái nhà bên kia rồi. Đây, bên này thì nó cũng tiếng Việt khá đầy đủ nè. Súng bắn móc Mega nè. Dịch cái này thì họ dịch rất là có tâm nha, không phải như cái bản Google dịch bên kia bình thường. Bản dịch này thì anh em có thể tìm hiểu thêm một số cái cốt truyện vật phẩm á, thì nó sẽ quy ra tên tiếng Việt luôn. Tuy nhiên mấy con phone thì vẫn giữ nguyên cái bản gốc như con Chibi Chibi này như nè. Chứ không phải là họ dịch tất cả. Đó, công nghệ là fanpage thì vẫn là giữ nguyên cái bản gốc. Nên anh em có thể là rất là thoải mái trong cái việc mà Google hay là Wikimedia đâu chẳng hạn. Đó, môi trường sống nè. Đối với con phone này á, leo dốc thường kết thúc bằng một cú lăn xuống dốc không thể kiểm soát được. Điều này khiến nó choáng váng và không thể di chuyển, trở thành một con mồi dễ dàng cho các loài khác. Đó. Nên hậu quả của cái việc này á, là con phone đã lăn xuống cái vị trí thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Cái chữ lăn xuống là chơi chữ nè. Tại cái kill của con này á, là nó cuộn tròn tròn lại để lăn nó hút người ta. Đây là VC. Đây là Depresso. Con này khá ngộ lắm. Mặt mũi lúc nào cũng cao có, khiến nó khó các bạn bè. Nhìn đúng là cái mặt này muốn đấm thiệt. Nhưng thực ra nó một đứa tốt bụng, thậm chí một số người còn thấy nó cho VC lạc đàn ăn nữa cơ. VC là cái con này, idol quốc dân đây. Trên đảo Fangagot, VC không chỉ là một thần tượng, mà nó còn là một tấm kiên che chở cho muôn loài. Nếu bạn bắt nạt VC thì sẽ sẵn sàng đối mặt với sự giận dữ của cả thế giới. Đây là cái nội tại, kỹ năng của cộng sự. Đôi khi mà đào được vật phẩm từ mặt đất khi được chỉ định vào trang trại. Trang trại là cái một chăn nuôi của chúng ta nè. Có cái chỉ một chăn nuôi này thì sẽ vào trang trại. Đây, Depeso sẽ uống một lượng lớn nước tăng lực để tăng tốc độ di chuyển đáng kể. Con này giống như là con nghiện vậy. Nhìn cái mặt nó. Đây là Len. Đôi khi gây ra Len. Len là mấy cái cuộn trắng trắng để sau này mình chế được một số Len cao cấp hay là cái gì đó.
Đây là chị ông nâu nâu của chúng ta, khỏi kim loại đồ dịch cũng rất chuẩn chỉ nha. Một số cái item này thì dịch ra là tên tiếng Việt luôn, nên có thể anh em có tra cứu cái tên item này, nhưng mà ngược lại thì chắc không là nhiều đâu. Mấy cái item này toàn là những thứ cơ bản không à. Đây là cái len là vải chất lượng cao nè, từ len thì chúng ta sẽ dệt ra vải, rồi từ vải này mới lên là những cái thứ vải cao cấp chất lượng cao, sau này cần rất là nhiều. Vô đây coi thử ai, chăn nuôi, nó đang chạy hiệu ứng chăn nuôi nè. Tinh thần là viết tắt hình chữ T thần 100% luôn nha, cái gọi là điểm xanh á, điểm xanh là cái này nè. Nói chung là bản quyệt phá này cơ bản là ban đầu là thấy chất lượng đó. Đó, anh em thấy điểm tinh thần 100 trên 100 không? Nó là cái điểm xanh đó. Thì công trình xây dựng thì họ cũng quyệt phá rất là đầy đủ luôn. Nói chung là trải nghiệm rất là tốt. Hiện tại cái tiến độ dự án thì họ ghi là 90% đó, nhưng mà tôi thấy là cũng gần xong rất là nhiều rồi. Bên này là có một số cái mà để đọc ở đâu ta? C là khóc là sao? À, cái tiếng con này nó sẽ gào rú như thế nào? Con này sao? Con mà có em gái thì sao ta? Gùa. Hệ lửa và hệ đất. Ban hội cài đặt. Quản lý báo lỗi. Hướng dẫn sinh tồn. Hướng dẫn sinh tồn này chắc họ cũng dịch luôn đó. Anh em vô đây đọc tiếng Việt. Nguyên tố nè. Tương sinh tương khắc nè. Cái này là cái ảnh nên không dịch đâu, nhưng mà nhìn dễ hiểu. Cỏ nè, thổ nè, lôi nè, thủy nè, quả nè, băng nè, rồng, bóng tối, tự nhiên đó. Anh em thậm chí bây giờ đã có những cái này luôn, nên là mò mò trong đây vẫn là được rất là ngon nghẻ. Menu tròn là cái menu như thế này, mình nhấn số 4 mở menu tròn để điều khiển mà cái những con phone trong đội của mình. Ban đêm, khi ban đêm buông xuống, xung quanh tối sầm, nhiệt độ giảm và những con phone nguy hiểm sẽ xuất hiện. Xây dựng giường ở một địa điểm an toàn và ngủ đến sáng, hoặc giữ ấm quanh đống lửa trang trại. Thậm chí trong đây thì đương nhiên nó cũng dịch đầy đủ rồi. Đó. Rồi, tiếp theo thì qua cái xong cái bản vượt quá giới thiệu cho đời ghét em rồi. Nói chung là rất chất lượng, hiện tại đang khá là hài lòng đó. Game này thì không nhất thiết phải cần việt hóa quá, nhưng mà anh em chơi tiếng Việt cho nó thân thiện với nhau á thì đây vẫn đương nhiên được. Cái bản việt hóa này thì tôi không biết có thể chơi được co-op hay là online với bạn bè hay không nha. Tôi chỉ chơi một mình thôi nên mấy cái đó thì không rành cho lắm. Anh em có điều kiện thì trải nghiệm thì quay phim dưới thử. Tạm thời quay lên màn hình chính thoát game. À quên nữa, bắt đầu tiếp theo là cái vụ mod. Anh em thấy cái chỉ số quay của tôi là 4.600 nè. Trong cái video lần trước thì tôi cũng hướng dẫn khá nhiều rồi, nhưng mà anh em vẫn chưa có làm được, nên bây giờ thì hướng dẫn luôn. Quay lại màn hình chính. Về cái mod mũng á, đầu tiên thì anh em phải lên trang này, nesetmod.com, cái địa chỉ trang web ở đây. Đó, anh em lên trang này tạo một cái tài khoản miễn phí ha. Nói chung là cũng nhanh lắm. Rồi xong rồi vô cái phần tìm kiếm, nhập cái chữ là fanware vô. Đó, nhập cái chữ fanware vô ở phần mod này, anh em chọn qua game. Rồi bấm tìm kiếm thôi, chỉ có một con fanware nên nó sẽ tìm ra ngay ở đây. Đó, khi mà có cái fanware này rồi á, để tôi tắt cái hàng fan này nhé. Khi anh em có cái fanware này rồi đó thì vô đây là anh em sẽ được xem những cái mod của con game này. Anh em có thể sử dụng cái bộ lọc chỗ này. Đây nè, những hôm nay thì có 26 cái mod mới luôn, còn trong cái tuần qua thì có hơn 100 cái mod mới, là hơn 99 cái mod mới đó. Rồi phổ biến trong 30 ngày qua, hoặc là phổ biến mọi thời gian luôn. Thì game này mới ra mắt có khoảng là 1-2 tuần thôi, nên anh em cứ xếp mà theo cái new week này cũng được, hoặc là phổ biến nhất cái này. Thì hầu hết anh em hướng dẫn ngày hôm nay á, tôi sẽ hướng dẫn một cái đơn giản nhất là cái mod mà tăng cái trọng lượng này, cái quy quay này đó. Mình sẽ khởi đầu với cái trọng lượng là 1.000 thay vì 300 như con game. Sau đó mình sẽ tăng cái trọng lượng này mỗi điểm á, thì nó sẽ tăng lên là 250 thay vì 100 như mặc định. Tức là nếu như anh em level 1 thì có 300 quay, anh em level 2 tăng một điểm quay thì nó 300, còn 100 là 400. Còn anh em cài cái bản mod này vô thì level 1 anh em có 1.000 quay luôn, ngay tại level 1. Thì anh em cộng một điểm vô thì nó thành 1.250 đó, tương tự như vậy. Thì tất nhiên những cái mod cho này á, đại đa số nha, sẽ chỉ dùng được cho khi anh em chơi một mình thôi, tức là server cá nhân, game party gì á. Còn trường hợp mà anh em co-op mà muốn có cái này với bạn bè á, thì khó lắm. Hoặc là anh em tạo server riêng thôi, còn lại chơi mà mấy cái server chung hay là cộng đồng á,
Thì tất nhiên mấy cái mod này nó sẽ không hoạt động. Một số cái mod nó sẽ hoạt động á, nhưng mà đa số thì vẫn không. Ngoài ra anh em mod mủng vô có thể bị coi là can thiệp vô trò chơi, hack cheat cái thứ mà cho mấy server cộng đồng á, nên cân nhắc trước khi sử dụng nha. Nhưng mà anh em chơi một mình thì có thể thoải mái, không ảnh hưởng đến ai, anh em cứ cài mấy cái mod vô tăng trải nghiệm. Thì tất nhiên ngoài cái tăng quay này thì còn rất nhiều thứ rất hữu ích nữa. Như đây là cái map unlock nè, là mình sẽ mở toàn bộ bản đồ luôn, người ta cũng ghi chú rõ ràng. Cái mod này thì không kích hoạt các cái trụ dịch chuyển của mình, bắt buộc mình phải đến và tự khám phá và kích hoạt cái trụ dịch chuyển đó. Map này thì nó sẽ cho mà anh em coi full bản đồ thôi, thì sau thời gian bay bay thì nó cũng được, cũng mở hết rồi. Đây là cái new mod nè, cái này thì tôi ẩn rồi, anh em có thể bật thoải mái trong cái phần setting này nè. Anh em chơi PlayStation này thì nó có pin cái button vô cái tay cầm cho anh em. Hiện tại nó chỉ hỗ trợ Xbox thôi, anh em có thể pin vào cái nút trên PlayStation. Tay cầm thì bữa anh như có anh em nào hỏi á. Cái nữa là giảm luôn cái lượng stamina khi anh em cưỡi thú bay, tức là anh em bay thoải mái luôn, khỏi quan tâm cái vụ hết stamina gì đó. Đó thì nói chung cơ bản mấy cái mod này nó cũng hoạt động giống nhau thôi, anh em tải về bỏ vô game một vài cái thì nó yêu cầu xét thực thêm tí. Rất là nhiều mod hữu dụng nha. Đây là loại bỏ luôn cái thời gian mấy con phone anh em phải hồi phục. Thường con phone anh em chết, anh em bỏ vô cái phone book thì nó sẽ tốn 10 phút. Thì bây giờ bỏ cái mod này thì nó bỏ thời gian đó luôn. Còn cái này thì tăng tối đa cái đồ họa lên, lên mức cao nhất. Cái này thì bỏ cái hiện tượng lâu lâu khựng hình. Còn cái này thì bắt thú là tỷ lệ 100% luôn. Còn cái này anh em mod cái nhân vật mà anh em chơi á, thành cái em Joya này luôn nè. Đó. Cái em Joya là cái em gửi con boss đầu tiên trong cái tòa tháp mà gửi cái con Pikachu vừa bự á. Đó. Bây giờ nhân vật của anh em thành cái em Joya luôn cũng được. Nói chung là rất là nhiều mod để anh em có thể khám phá trong này. Cái mod này thì thức ăn sẽ không bị ôi thiêu nữa. Cái này thì gây chi sinh. Những anh em xài card xanh của Nvidia thì thử qua. Còn anh em xài card đỏ của AMD á, thì cũng hên xui lắm. AMD bây giờ những cái dòng mà cuối đời á, nó mới có là cái gây chi sinh này thôi. Thì đây là khác biệt giữa bản bật này và bản không nè. Anh em nhìn cái hiệu ứng bóng nó làm tốt hơn rất là nhiều. Tại vì chỉ thay cái màu thôi. Đây là gây chi sinh cho anh em. Thấy khác biệt cả cái khói luôn nè. Độ bóng cũng rất là tốt, cải thiện rất nhiều đó. Thì tương tự có rất nhiều cái mod nữa. FOV là cái tầm nhìn. Ngoài ra còn một cái mod nữa là nó bỏ luôn cái hiệu ứng sương mù gì cái thứ đó. Thì tôi chỉ hạn chế xài thôi. Cái này là thêm depth, xài cho thêm depth. Cái này là tắt cái overlap nè, tức là anh em xây mà mấy cái nhà này nó dính vô nhau được á. Conway Fast này nó cũng khá là thú vị nè, dành cho mấy anh em lười lười á, là anh em muốn tele ở đâu cũng được á, thay vì phải đi lại mấy cái điểm dịch chuyển á, anh em cứ bấm M lên rồi tele nó rất là nhanh gọn lẹ luôn, đỡ thời gian mình phải đi lại tốn công. Lucky Phone cái này cũng khá là thú vị nha, tuy nhiên gài vô thì nó hơi bị ồn. Lucky Phone đó là anh em nhìn tất cả những con phone trên bản đồ nó sẽ thành những con lucky. Con lucky thì nó có cái màu sáng sáng như thế này. Nó sẽ mà làm việc siêng hơn tí, tăng 15% chỉ số làm việc. Nó cũng bự hơn bình thường tí nữa. Thì con này rất là hiếm trong game luôn. Anh em đi mà gặp nó buổi tối nó phát sáng lên đó là nó đó. Anh em cài cái mod này vô thì tất cả những con phone này nó sẽ thành những con lucky để anh em bắt. Bắt rồi sau đó em tắt cái mod đi thì nó vẫn là con lucky nha. Mod này khá đơn giản luôn, cài hai cái này vô là được. Anh em cài mod thì phải chấp nhận cái rủi ro đầu tiên á, là có thể con game nó không hoạt động ổn định đâu, nó gắt boot lỗi liên tục. Cái thứ hai nữa là anh em phải bỏ công tìm kiếm. Ngoài ra khi con game update á, cái bản mod này nó không theo kịp, nó cũng có thể gây lỗi nữa. Nên trước khi xài mod thì quan tâm cái đó. Cái gì đấy? Trời ơi, cái em Loli hình như là tộc eo mấy ngàn tuổi nè, trong cái tổ đội anh hùng cái bộ truyện manga anime gì nó rất thú vị đó. Anh em có thể mod nó thành con này luôn, từ con mèo thành đã em phi gen của chúng ta rồi. Tí nữa tôi đãi bản mod này về. Đây là thậm chí họ chia sẻ luôn là cái file shape nè đó. Rồi bây giờ tôi hướng dẫn cơ bản cái mod mà tăng quay nha, mấy cái khác thì anh em phải tự tìm hiểu, không có thời gian hướng dẫn hết tất cả. Vô mà anh em thấy cái mod rồi, thấy cái mod tăng quay, đây là ví dụ đây, anh em bấm vô nó đó thì nó sẽ ra một cái trang như thế này.
Nó quan trọng nhất á, anh em quan tâm là mấy cái thẻ 8 này với là hai cái chỉ số này, lần cuối họ cập nhật khi nào. Nếu như lâu quá họ không cập nhật á, con game nó lên mấy phiên bản mới á, thì có thể game của anh em sẽ bị lỗi. Nên anh em quan tâm cái vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai nữa là họ có quét virus chưa. Đó, quét rồi anh em có thể yên tâm. Yên tâm chứ không phải là an toàn nha. Hai khái niệm khác nhau đó. Thì bên đây là một số cái thẻ thấp như cái lỗi bớt này á, là người ta có báo bớt. Nếu như anh em cài vô mà lỗi bớt á, thì anh em có thể mà vô đây báo cáo lại để họ chỉnh sửa. Những cái post này là người ta thảo luận về cái bớt này. Bên đây là video. Video họ khoe hay là chia sẻ cái gì đó chẳng hạn. Bên này là hình ảnh của cái bớt mod này. Nào, mặc định thì 300, anh em cài vô nó thành 1.000. Mỗi level nó tăng 250 nữa. Còn bên đây là hướng dẫn. Anh em quan tâm nhất là cái phần mô tả này nha, nó hướng dẫn rất là nhiều. Đây là hướng dẫn về cái mod Equipment, là trước khi anh em chạy được cái mod này á, em bắt buộc phải có những cái trong cái phần Equipment này. Nó là cái anh guild 45 gift system, em bấm vô là nó ra thôi. Đây, dưới đây họ sẽ hướng dẫn anh em cách cài cái mod. Nó sẽ yêu cầu bắt biệt cái đặc biệt cái này nè, đó UES 455 mà Simboot, đó là cái này đây. Rồi nha, trên cái trang GitHub anh em kéo xuống cái phần asset tài nguyên á, anh em sẽ thấy đó, nó xin food thanh đá đồ cái thứ nè. Anh nói con game này yêu cầu cái gì anh em tải cái đấy về đó. Đây là cái bước cài đặt trên Steam, đây là cái bước phải cài đặt mà anh em bắt buộc phải có UESX Simboot bắt đầu từ khúc này nha. Trên Steam á, anh em sẽ tải cái file này về, nó có tên là UESX Simboot 2.52 nè, là cái link ở đây hoặc là ở đây nè, cả hai cái đều như nhau đó. Anh em vào đây tải cái này về, như tôi thì tôi đã tải rồi nè đó, anh em thấy chưa, nó đây. Tải về thì anh em sẽ mở ra thì sẽ thấy nó có những cái file như thế này thôi nè. Rồi hướng dẫn tiếp theo họ kêu sau khi tải về về thì mình lại tiếp tục giải nén nó vào trong cái thư mục này. Anh em nếu như trên chơi trên Steam nha, cái này là dành cho Steam thôi. Vô manager nè, nó có cái phần go local go file nè, bấm vô thì nó sẽ ra cái chỗ mà anh em cài con game firmware này, như tôi cài bên cái OS đó, nguyên cái đường dẫn. Rồi anh em lên đây coi, họ kêu là bỏ vô firmware fan binary win 64 đó, firmware fan binary win 64 là đó, bỏ chỗ này thì anh em mà giải nén nó ra hoặc là quét tất cả cái này quăng nó vô đây thì đơn giản vậy thôi, kéo thả nó vô đây cũng được. Còn hồi giải nén thì copy butter vô đúng ngay như họ chỉ định nha. Anh em để ý là trong cái file anh em tải về cái simboot này á, thì nó có một cái thư mục mod nè, ở đây con họ cũng ghi rõ luôn, xóa tất cả các thứ trong cái thư mục mod này, chỉ chừa lại duy nhất là cái file txt thôi đó. Thì khi anh em mà kéo thả vô đây á, anh em vô thư mục mod, cái này là bản mặc định của nó có rất nhiều thứ nha, anh em vô thư mục mod xóa sạch hết toàn bộ nguyên cái này luôn, chỉ giữ lại cái file mod.tt này, đó là nó đó. Rồi xong xong cái bước này đó, rồi xong bước này thì chúng ta sẽ bắt đầu mới tải cái file mod. Tải cái file mod là anh em mới xong được cái phần mà yêu cầu cần thiết đó. Bây giờ mới bắt đầu tải file mod nè, anh em sẽ vô cái phần file đây đó, chọn cái mà download bên thủ công như thế này, bấm vô thôi thì nó sẽ tải về đó. Bấm vô thì chọn cái này là nó yêu cầu bắt buộc mình không cần đâu, tại nãy mình tải rồi. Bấm vô đau thủ công, bấm vô là cái download đó thì nó sẽ tải về cho anh em. Cái file này nó có 1 ký à, chọn tốc độ chậm nha, 1 MB à, rất là nhẹ luôn, 1 ký Dubai anh em miễn phí á, thì chỉ đau được tốc độ 1.5 MB này trên giây thôi, thì cái file này 1 ký thì cũng không thành vấn đề đâu đó. Anh em cứ tải về, tải về thì sẽ được cái thư mục như thế này nè, cái file nén như thế này đó. Rồi tiếp tục đọc cái hướng dẫn của họ, hướng dẫn đây, sau khi tải về á, giải nén cái file zip đó vào trong firmware fan binary win 64 mod là đúng cái thư mục hồi nãy của chúng ta, xóa sạch hết trừ một thứ này, thì cái file tải về đây đó, nó có cái thư mục gọi là footway inset inget nè đó, thì kéo thả vô đây là chúng ta có cái file này. Rồi cuối cùng là một bước cuối cùng để chúng ta quản lý những cái mod chạy trong đây khi nào là bật tắt nó. À, bước tiếp theo là cũng là bước cuối cùng luôn. Theo cái file này, mở cái file này lên, mod.txt, anh em có thể dùng notepad.
có thể dùng Notepad, mở cái này lên, rồi sau đó anh em thêm cái dòng này, anh em thêm cái dòng này vô cuối cùng là cái dòng này này, copy butter dán vô xếp lại, rồi vậy là xong. Bây giờ anh em vô game thì coi chơi thì để ý kỹ nha, nếu như có lỗi gì thì anh em cứ tắt nó đi, tắt nó thì anh em chuyển là có đơn giản lắm, thì như bước cũ chuyển cái này lên số 0 đó, chuyển cái này lên số 0, còn số 1 thì bật lên lưu lại nha, xong hết giờ này bấm vô xếp lưu lại. Còn anh em tắt mod thì chuyển cái đó thành số 0 hoặc là 1, còn muốn tắt mod luôn á sau này không xài nó thì vô đây xóa cái thư mục này đi là xong, xóa nguyên cái này luôn, xóa hai cái này luôn là xong. Hoặc là nếu như anh em có lỗi gì đó thì em bấm vô phần Word, chọn cái property này sẽ thấy một cái mục gọi là cái file cài đặt á, bấm vô đây thì mình chọn cái này, nó sẽ chạy lại cái tệp file cho anh em, lúc đó thì con game nó sẽ không còn lỗi nữa đâu. Thì mod anh em cứ xóa thoải mái đi, anh em cứ chạy là cái đó, nó không cần tải lại game, nó sẽ lọc ra những cái file nào lỗi nó sửa lại cho anh em bằng cái cách đó. Thì đây là cái cách cơ bản nhất để anh em có thể cài những cái mod như này, thì tương tự những cái mod khác thì nó cũng là có cách chơi như thế thôi. Một số cái mod đơn giản hơn rất là nhiều nè, này là ai đây, Luma này là ai đó, đơn giản hơn anh em có thể thay cái model nhân vật thành những cái người khác nhau, như em này thì chắc waifu gì đó bên Trung Quốc này, hoặc là trong game nào đó không chơi. Còn cái mà như cái mod này nó rất là đơn giản luôn nè, anh em chỉ là tải cái file này về thôi, tải cái đống này về xong rồi bỏ vô đúng cái thư mục này là xong đó, đơn giản vậy đó. Nhiều cái mod nó rất là đơn giản như thế, nhất là mấy cái mod thay hình như thế này, anh em chỉ tải về bỏ nó vô là xong à, không có cần phải làm mấy cái gì khác. Rồi coi như là xong cái phần mod mủng đi nha. Thì trước khi mod anh em nên lưu ý một điều á, phải giữ lại cái backup, backup cái quạt của mình. Backup thì anh em cứ mở game lên, nó hướng dẫn rất là cụ thể trong game luôn. Đây, Fun World. Sao không thấy nó có triệu chứng gì là khởi động trên ta? Rồi vô rồi. Con máy tôi nó hơi cổ một tí, anh em thông cảm. Đây, anh em bấm vô bắt đầu trò chơi, chọn một cái quật của anh em. Ví dụ là cái quật này đây. Anh em sẽ thấy nó có cái hình thư mục bên đây nè. Bấm vô thư mục này. Đó, nó sẽ tự mở ra cái nơi mà cái file xếp của anh em luôn. Đó. Thì con game này hiện tại nó đang có cái lỗi rất là nặng á, là thi thoảng cái quật anh em nó bị lỗi á, không có cách nào khắc phục á, nên họ mới đưa vô cái tính năng đó. Đây nè, cái bug rất là nghiêm trọng nè, có thể ảnh hưởng đến cái file xếp của mình cả trong cái chế độ mà chơi đơn lẫn là multiplayer luôn. Thì cái này là những cái bug của file quật, làm thế nào để anh em khôi phục lại. Anh em mà xài Windows nha, anh em chọn vô cái phần này, O nè, chuột phải lên cái thanh trên này nè, mở cái phần mod này, anh em phải chọn vô cái data monitor này nè, là cái thời gian chỉnh sửa nó sẽ lưu lại là cái cột này nè, anh em chết vô đây để cho nó build nha, chọn cái này cũng được đó. Thì đây là cái backup của tôi được tạo vào ngày 24 tháng 1, 21:50, tức là đúng thời điểm này luôn, 10 phút trước tôi vô game á đó. Đó thì cái file này nó được tạo như thế này. Nếu như anh em bị lỗi á thì anh em vô cái phần backup nè, anh em vô cái phần backup bên đây nè, nó sẽ có hai cái là local với work, anh em tiếp tục thì mở mỗi cái này ra nữa, local với work nó ra cả hai luôn, anh em tốt nhất là nên backup cả hai loại. Đây thì cái đống này là cái nhân vật của mình, cứ để như vậy đi, nếu như anh em bị lỗi ở đâu á thì cứ gà ngược thời gian vậy thì coi cái file xếp mà lần gần nhất anh em chơi mà hoạt động ổn định á. Ví dụ mà tôi bị lỗi lúc 21 giờ đấy, thì coi như nguyên cái đoạn này tôi thử xuống dần dần, cái nào không được nó lấy cái này, 20:51 nó có một cái file xếp lúc này, mở ra bên đây cũng vậy luôn, 20:51 mở ra, thì mình sẽ copy cái này mình dán vô cái sụt bên đây, nó nằm ngoài thư mục backup là copy cái này dán ra ngoài này, copy thôi thì dán ra, chọn đè chồng nha, đè chồng lên. Thì tương tự mình cũng mà làm cái quạt này luôn, copy cái này dán ra đây đó, nó sẽ đè chồng cái file xếp lại cho mình, gọi là khôi phục cái file xếp cũ á. Thì lúc đó thì anh em cứ vào lại game đi, nó hết lỗi, còn không được nữa mình chơi biện pháp mạnh là xóa game cài lại. Rồi coi như là xong hai cái mục
quan trọng tới cái mục cuối cùng của thủ thuật ngày hôm nay là cái phần này, banh quật chấm ghi ghi. Trong này có rất nhiều thứ luôn, nhưng cái quan trọng nhất là anh em có thể tính toán được cái ép thú nè. Ngoài ra thì đây là mô tả những cái công trình tài nguyên gì đó, bên đây vật phẩm. Vật phẩm này thì chắc anh em mà chưa có tìm được nhiều đâu, cứ tôi đánh nó rớt mấy cái vòng tay như thế này nè đó, chống lại cái đam bóng tối vậy đó, thì anh em có thể tìm mấy vật phẩm tương thích của mình. Ngoài ra thì bên đây là thông số mấy con pawn, anh em có thể vô đây để lọc những con pawn này, chọn nó cho cái bầy của mình làm việc. Ví dụ tôi chuyên về cây trồng đây thì tôi sẽ chọn những con pawn như thế này, những con pawn nào có một cây trồng lớn lớn á thì tôi sẽ chọn nó ưu tiên đó. Như con này là nó có một điểm, hai điểm cây trồng nè, rất là ngon nè, thậm chí con này lên tới 4 điểm cây trồng luôn. Thì tương tự vậy thì mình muốn làm cái tủ băng á, hoặc là mình khai khoáng mỏ, đào mỏ gỗ đó, mình vô đây mình kiếm những con phù hợp. Nhưng con này là đào mỏ rất là ngon nè. Anubis, thì anh em muốn có con Anubis nữa anh em qua cái phần ghét đinh tính toán ép thú này. Bên này nó có 31 con bố con mẹ và cái kết quả con con. Ví dụ là tôi cho con nào đó, hai con cừu đi, con cừu đó là con gà nè, con gà thì lai với mà con bay bay này nó sẽ ra con mèo đó. Anh em bỏ hai con này vô ép thú thì nó sẽ ra con mèo, thì bỏ vô cái chuồng thì cho nó ba chấm với nhau, lúc đó nó chấm chấm với nhau rồi thì anh em sẽ ra cái con này thôi, kết quả thôi. Đây là cái phần phôi kết quả. Như anh em muốn lai ra con Anubis thì anh em muốn kết quả là con Anubis đó, tức là lai những con nào ra Anubis, anh em bấm vô cái này tìm cái tổ hợp để ra đứa con. Đây bấm vô đây chọn Anubis đó, thì em có thể lai con Anubis bằng cách lai hai con Anubis thì đương nhiên rồi. Còn nếu như mấy con phổ thông hơn đó, nhìn em có thể lai con Digi với con Ma Múc, nó cũng ra Anubis luôn. Thậm chí con Gimbal với con Lopmon anh em lai với nhau, cho hai con này nó là ba chấm với nhau thì nó sẽ đẻ ra con Anubis này. Nó đơn giản vậy thôi. Thì ngoài ra thì anh em có thể like độc hệ trên đây nữa. So với cái bản gia đình lần trước thì cái này nó hình ảnh ngon nghẻ hơn. Như con Goblin Win Tiger nè, anh em like Goblin Win với con Feeder này, hoặc là chỉ có cái lựa chọn này tối ưu thôi. Như con này mới đó, thì con rùa băng đầu chẳng hạn, anh em có thể like con Gepetto này với con băng trắng này. Trên đây rất là nhiều con luôn, thì coi có con nào mà Legend đã ghi mà có thể like ra được không. Đây như con này Gradius, những con đó thì chắc là khó ra đó. Đây anh em có thể like hai con này nó ra được không, phải Gradius nè, hình như hai con này tôi đều có cả. Phát nóc con này là mình có thể coi thông tin nó là cái gì, quay lại đây đó, nó mô tả rất là kỹ càng, anh em không cần phải vào game để tìm, hoặc là anh em chưa biết thông tin gì nó. Đây là vị thần hộ mệnh của hòn đảo Phaigaroth, được biết đến với cái tên là kẻ triệu hồi bóng tối. Trong quá khứ, khi một tai họa ập đến cái vùng đất này, nó đã bay vút lên bầu trời và phong ấn mối đe dọa bằng cách ném cả hòn đảo vào bóng tối vĩnh viễn. Vãi thiệt, đọc cái kêu là thấy là sự bá đạo rồi. Con này chuyên về làm nông luôn, 4 chỉ số làm nông, có khả năng góp cái này đồ. Anh em giết con này thì nó góp đồ như thế này, chỉ số này cơ bản của nó. Legend gần gan 3, cái này là bộ khiêu nội tại của nó nha. Tiếp gì, tấn công 20%, thủ 20%, tốc độ di chuyển 15%. Cái này là những bộ khiêu nó có thể mà mặc định ra sẵn, khi đạt đến level đó thì nó unlock ra. Con này hệ bóng tối nha, hệ băng luôn, đôi cánh băng rồi. Thì cơ bản anh em là hướng dẫn ép thú là như vậy, mình có thể dùng cái bản này tra cứu rất nhiều. Đinh gần nè, limit effect là cái gì đó. Cái này là dạng như cái phong thần đồng á, cái phong thần đồng thì cái lôi thần đồng, nham thần đồng như bên Genshin á, anh em đi lục nó để nâng cấp cái quả cầu của mình lên. Anh em có thể chết trên này coi thiếu cái gì á, coi thiếu chỗ nào thì đi lụm, đừng có để sót. Hồi đó là có mấy anh em chơi Genshin Impact gì đó, đi đụng không sót một cái phong thần đồng, nham thần đồng luôn. Đây là những cái đinh gần ẩn đó, anh em cứ bật nó lên. Tôi chỉ biết đi có hai ba cái đinh gần ở gần nhà thôi, còn nó chưa có thời gian để khám phá thêm.
Thì đinh gần này thì cơ bản nó cũng giống hệt nhau à, không có khác gì mấy đâu. Vô trong cái đinh gần thì nó cũng random mọi thứ cả, nên bây giờ gặp nó thì vô cũng chưa có khác biệt gì nhiều. Chắc mà tương lai dev sẽ gặp những cái tính năng đó thôi. Hiện tại 135 cái đinh gần. Đây là những phone bot rải rác trên bản đồ. Đây là năm cái trụ chúng ta chưa có thể khám phá thời điểm hiện tại. Đây là cái trụ đầu tiên chúng ta đánh nè. Phone bot thì con bot đầu tiên tôi đánh là con Chilet này. Con thứ hai là con này. Mấy con nhỏ nhỏ thì tôi ăn hiếp nó liền à. Mấy con bự bự như thế này thì thôi, nhìn là chạy dài. Sao bên đây nó kinh quá vậy? Bốn mấy năm chục không à. Con này chưa đánh nữa, tí qua ăn hiếp nó. Đó, rồi. Ừ, tương lai thì có gì hay ho về con fanware này thì tiếp tục chia sẻ cho anh em. Hôm nay này thôi, bye bye anh em.